Xin kính chào tất cả quý bà con. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ lớn nhất về xe cỏ tại Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Xin giới thiệu, em là Khải Đăng Ô Tô. Và hôm nay em sẽ lên sóng báo giá cho bà con có ba anh chị một loạt những mẫu xe mà dòng gầm cao ở bên em mới về, đang về và hiện tại đang có ở bãi. Còn dòng này thì anh em đang quan tâm rất là nhiều xe nhé. Thì những mẫu xe ở đây từ to nhỏ bé lớn đều về hàng ngày và mỗi ngày hàng chục chiếc. Nên các bác hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video cũng như là ấn like, đăng ký nút vì nó miễn phí thôi, nhưng mà nó sẽ là động lực cho Khả Năng Ô Tô gửi đến các bác những chiếc xe mới về bên em. Anh em nào mua được thì mua, không mua được thì đến anh em mình giao lưu cũng rất là ok các bác nhé. Nhà em xe thì bãi em đây, lúc nào cũng có khoảng tầm 200-300 cái cho bà con lựa chọn này. Từ dòng xe cỏ, mã tít, ma tiếc các thứ mấy chục triệu cũng có. Xong đấy Spark này, rồi thì những dòng vi thông dụng như là Vios, Vios i10 hay Hyundai i20, rồi Cruz, rất là nhiều cho bà con lựa chọn này. Số tự động i10 này, đấy Hyundai Accent này, kia cáp máy dầu kia, đời 2009 mới về kia. Số sàn, đấy, hơn 300 tí. Còn đây i10 này, nhà em có 30 con xe hatchback hạng A. Hạng B có khoảng tầm 450 con, 780 con, 100 con ấy, có khi 100 con ấy. Đấy, rồi hạng MPV hay là những cái dòng MPV hoặc là dòng SUV là đều có hết các bác nhé. Chứ giá có loanh quanh khoảng tầm 300-400 triệu quay đầu thôi. Anh em đến xem xe, liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Hiện tại thì cơ sở Quảng Ninh đang sửa chữa nâng cấp, thì bên em lại mang một số ít bán tải sang bên này để các bác nhé. Vì em vẫn hay nói là cơ sở nhà em thì có mấy cơ sở cơ. Anh Quân Ô Tô vẫn hay đăng video trên kênh của Khả Năng Ô Tô đấy. Anh em nào có thể xem bán tải, có thể xem trực tiếp ở đây, hoặc là xem sang bên cơ sở 2 bên em bên Quảng Ninh. Hai cơ sở to lắm, mà lúc nào cũng có khoảng tầm 6-70 con bán tải cho bà con lựa chọn. Thì có mang sang bên này khoảng tầm 6-7 con thì em nên sóng báo giá cho bà con. Có ba anh chị nào mà muốn quan tâm những dòng bán tải hay dòng xe máy dầu hay là dòng 7 chỗ bên em, thì hãy liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Đầu tiên thì mới về một chiếc BT50 đời 2018, đăng ký lần đầu 2019, một chủ từ mới biển Hà Nội các bác nhé. Mang lớp sơn màu trắng này, chiếc BT50 này, động cơ 2.2 các bạn. Đấy, phiên bản số sàn. Và em chào bán mức giá là 515 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp cho bà con các anh chị nào quan tâm. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Đây các bác nhìn này, số sàn hai cầu nhé các bác nhé. Số sàn hai cầu mà cầu điện rồi, trần đời cao rồi các bác biết rồi đúng không? Ghế da rất là đẹp này. Sạch sẽ, trần nỉ nguyên bản. Đấy, màn hình này. To vật vã luôn. Đây. Đấy. Như mới luôn. Nói chung cái dòng này thì em bao check hãng thoải mái cho bà con các anh chị luôn. Nói chung là không va đập mạnh, đâm đụng mạnh là gặp nước thôi, còn lại là những cái xước sát nhỏ nhỏ hay là va quẹt nhẹ nhẹ thì anh em bỏ qua được. Đôi khi nó vỡ cái đèn hay là nó xước cái nọ cái kia thì các bác có thể bỏ qua nhé. Còn những cái keo chỉ như này thì bọn em có kiểm tra và bảo hành cho bà con luôn, không có gãy cột gãy kèo, không có đâm đụng nặng này, không ngập nước rồi không phi xuống ao xuống hồ đấy. Những cái đấy thì cái cơ bản anh em là anh em sẽ mua được những chiếc xe cũ. Thì các bác phải chấp nhận, đây này hơi xước một tí nhưng không sao này, không nứt này. Đây này, này còn nguyên đây. Đấy, tôn vỏ móng tay này, các bác nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Máy số thân vỏ zin nhá, keo chỉ zin luôn. Anh em đến xem xe. Đây, xước ba quẹt nhẹ như này thì các bác phải chấp nhận này. Vì đó là xe cũ mà. Vì dòng xe bán tải nó to lắm, đi nó to, nó không bé. Đường thì mình thì chật. Đường thì tắc đường liên tục, nhưng nó ba quẹt là chuyện bình thường. Còn lại không đâm đụng nặng là được. Phi lên cao tốc kia mà đâm cái bụp cũng phát bét nhè bét nhạt ấy, người thì đấy mới gọi là đâm đụng nặng, chứ còn nếu mà sức sát nhẹ thì nó cũng vẫn chấp nhận được các bác nhé. Các bác nào mà muốn quan tâm đến dòng xe bán tải hay bất kỳ những dòng xe này bên em, có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 này. Đấy, hơn 500 nhé. Thì đây là một chiếc xe 508 Fortuner đời 2013 phiên bản số tự động máy dầu nhé. Số sàn máy dầu nhé các bác nhé. Tự động nhỉ? Quên mất. Đầu lú, số sàn máy dầu, số tự động anh em mua ngay đúng không? Đời 2013, giờ Fortuner lên giá lắm, chẳng hiểu sao. Mua vào nó cũng cao rồi. Anh em nào mà muốn đến xem xe trực tiếp thì muốn con xe zin của anh chị người Quảng Ninh vừa bán xe vừa khóc. Đấy, keo chỉ zin hết này. Nội thất đẹp. Vì con xe anh không phải tiếc tiền vì làm ăn kém mà con này là được lộc. Chờ, anh chị bảo làm ăn được lộc lắm, chị bán đi, nhường lộc cho người khác, chị mua khác vì nhiều tiền quá rồi. Anh chị nhiều tiền quá rồi, bây giờ để đi mãi làm sao được một chiếc như này được. Từ mua từ mới mà, anh chị mua từ mới từ đời 2013 đến giờ, xe còn nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Bán cũng tiếc mà. Tại vì mua con khác nó cũng thế thôi, nhưng mà con này nó lâu rồi thì thôi anh em mua con xe mấy tỷ cơ. Nên là thôi, bỏ con này để cho anh em nào đến sau mình có thể nhận được nhá. Đó, dòng Isuzu này thì Isuzu nó có Isuzu Highlander, Isuzu D-Max, thì D-Max là chính là cái phiên bản bán tải của cái dòng Isuzu. D-Max này thì nó là đời 2011. À, 2009 đăng ký lần đầu, 2010 chứ. 2009 đăng ký là 2010, giá rất hợp lý cho bà con các anh chị, là với mức giá là 208 thôi. 208 này.
Và nó là phiên bản xe làm tại Việt Nam, động cơ 3.0. Dòng này đi khỏe lắm các bác nhé, dòng này đi khỏe kinh khủng luôn. 3.0 leo đồ leo núi thì quá chắc luôn. Dòng Isuzu này máy bền các bác nhé, máy bền luôn. Đấy, xe đẹp sạch sẽ này, tapini nguyên bản này. Ở đằng sau thì chưa có lắp thùng đâu, con này nó chưa có lắp thùng, nó chỉ có thùng nửng thế thôi. Anh em nào mà muốn lắp về vào thì lắp thêm cái thùng nửng cũng được, mấy triệu. Không thì bên em hỗ trợ cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Đấy, anh em là muốn xe giá dưới 300 mà bán tải thì đây, em về một đống này cho bà con lựa chọn. Có hàng chục chiếc các bác nhé, chục chiếc luôn. Tại cửa hàng nhà em còn lại hai cơ sở bên Quảng Ninh thì nhà em rất là nhiều, các bác tha hồ lựa chọn. Đó. Cái con Mazda Primacy đời 2003 số tự động này thì bọn em cũng để lâu lâu đấy. Anh em nào mà cảm thấy thích chơi con xe mà số tự động mà 7 chỗ gia đình đi được thì anh em nên hệ với Khả Năng Ô Tô, giá nào cũng bán nhé. Để lâu làm gì đâu, giá nào cũng bán luôn, số tự động này, dòng xe Nhật bền, giá nào cũng bán. Đấy. Đang rao 140 đây, 130, 120 bán hết. Các bác alo cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đó, xe rất là đẹp luôn, sạch sẽ. Đây anh em nhìn nó máy dầu chưa? Máy dầu thì có vòng Everest nhé. Everest này đời 2005. Đời 2005. Đấy. Máy dầu nó lỗi không nông đấy nha, nhưng mà người ta vẫn thích mà. Miễn sao nó khỏe được. Đấy, rất ổn định luôn nhá. Không có khói. Đấy, máy ngon luôn. Có khói không bác? Không à? Đấy, thế là ok chứ hả? Tưởng có khói này. Thế là quá ok đấy. Ga đấy là ga chuẩn của thợ đấy. Đây là bác này là thợ này. Đấy, bác có biết ga. Nhiều anh em đến là ga thì kiểu là thốc thược nên là 5.000, 10.000 là vẫn đi ngay. Ga chỉ 2.500 thôi là ok rồi. Nghe tiếng ga này biết thợ rồi. Phải anh này thợ không? Nhìn cái tay xùi xùi kia là đúng thợ máy rồi. Chuyên nghiệp đấy anh em. Anh em nào đến xem xe thì cứ gặp gỡ. Anh em sẽ cho anh em nhân viên chuyên tiếp các bác, phục vụ các bác từ A đến Z. Anh em nào muốn đi đồ sơn chơi thì liên hệ Khả Năng Ô Tô cho taxi chở xuống đồ sơn chơi phát xong về xem. Đấy, chơi để đi thăm đồi rồng với lại thăm di tích ngày xưa thôi nhé. Các bác đừng nghĩ đi xa quá. Đây là Ford Everest 2 cầu đời 2008 này. Phiên bản số sàn các bác nhé, dưới 300. Anh em nào ông nọ hỏi nhé. Thì dưới 300 có con Everest đời 2008 biển ở Thanh Hóa này, mang nước sơn màu đen, máy dầu, động cơ 2.4, phiên bản số sàn 7 chỗ ngồi. Và em chào bán mức giá là 298 triệu thì có bớt cho bà con nữa, chứ không phải bớn cả đâu. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Quá ngon luôn này, keo chỉ zin hết nhé. Tapi cửa các thứ này, nội thất rất là đẹp, sạch sẽ. Đây, vì ước nhà em có khoảng tầm 30 chiếc các bác nhé. Không đủ 30 chiếc em sẵn sàng đốt cả bãi luôn. Lúc nào cũng có khoảng tầm 30 chiếc cho bà con lựa chọn. Các đời xe, vì ước. Quá nhiều luôn để sự lựa chọn cho bà con luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy tiếp theo là chiếc bán tải. Dòng này thì 2010 đăng ký lần đầu 2011. Nó là phiên bản Y-Tech số sàn nhé. 2 cầu, động cơ 2.5. Máy dầu nhập khẩu từ Thái Lan. Đời 2010 đăng ký lần đầu 2011 với mức giá 315 triệu đồng. Khả Năng Ô Tô có bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho bà con các bác anh chị nào muốn quan tâm đến mẫu xe này. Xe rất là ngon luôn. Về sơn si sạch sẽ, biển Quảng Ninh tên tư nhân. Y-Tech thì nó là 2 cầu 4x4. Đây anh em nhìn này, nội thất quá đẹp luôn này, vô lăng này, vô lăng xuất sắc luôn, các bác nhìn thấy không? Vô lăng xuất sắc này, đẹp. Hai cầu cơ nhé, cầu cơ nhé, không phải cầu điện đâu. Đời 2010 mà chưa có cầu điện. Đó, 24, 25 nhỉ, 25 thì mới có. Đấy, sơn si đồng trong vẫn zin này, hơi xước xước một tí thôi, nhưng mà vẫn zin luôn. Xe đẹp lắm. Em nhắn là muốn quan tâm bán tải giá rẻ dưới 300 triệu đồng, hãy alo cho ngay Khả Năng Ô Tô nhé. Em có 4-5 chiếc dưới 300 triệu cho bà con lựa chọn. Dòng bán tải máy dầu này thì nó tiết kiệm nhiên liệu và độ bền nó cũng khá là cao. Căn bản là nó sẽ phù hợp cho anh em nào vẫn chở 5 người mà đằng sau chở hàng. Đấy thì nó rất là phù hợp. Bình thường nó sẽ chở được khoảng tầm 570 đến 6 tạ rưỡi đến 9 tạ nhé các bác nhé. Anh em cứ lựa cân đối làm sao nó hợp lý để anh em nào. Này. Con này máy nổ ngon đấy, con này đời thấp thôi, đời 2005-2006 thôi nhưng máy nổ rất là ngon luôn. Dòng MPV ngày xưa thì có đời 2005, con dây này em bán 180 cơ. 180 con dây súp chứ không phải dây thường nhé. Dây DX hoặc dây GL thì nó sẽ tầm 120-130 thôi. Có con 100 triệu được không thể mua. Con này 2005 thì em bán 180, nó là hàng thuốc chuột đấy. Chẳng thấy nó đẹp ở đâu cả, vì em không thích cái form này. Nhưng mà nhiều bác yêu thích cái form này lắm. Nhiều anh em thích cái con này lắm.
vì nó rất là bền, động cơ chấm 8, tiết kiệm nhiên liệu. Em thì thấy nó bình thường, em thích Innova hơn. Tầm tiền này em mua Innova đời 2007 hơn. Đây đây, đây, con này có 175 triệu đời 2007 luôn. Innova này sẽ đẹp hơn, em sẽ thích hơn vì nó phù hợp với gia đình nhà mình. Anh em có thể đi gia đình cùng gia đình luôn. Anh em đi đi lại trên chiếc xe chính chủ của nhà mình vẫn hơn, đúng không? Chẳng cần sang tên nhưng mà nó vẫn là mang tên mình. Mình không chứng sang tên mình hoặc là mình viết giấy mua bán sang tên cho nhau. Đây, con xe nó đẹp như này mà. Nội thất nó đẹp hơn hẳn so với dòng dây kia. Dù ông mua là dây súp hay là dây sụp thì Superman đi nữa thì nó không đẹp bằng form con này được. Vì máy bền thì máy dây với máy con Toyota này, Innova này thì khác gì nhau đâu mà. Con kia máy là máy cũ, con này là máy mới hơn nhé, còn đẹp hơn nhiều. Nó có 4 quả mới tinh này. Innova đời 2007, Khải Đăng ô tô đang chào bán tại cửa hàng là 175 triệu. Tất nhiên khi các bác alo cho Khải Đăng thì nó giá vẫn khác hoàn toàn này các bác nhé. Cứ alo cho em sẽ bán rẻ cho bà con các bác anh chị nào muốn quan tâm này. Đây là mẫu xe Ford Everest. Con này biển 36 à, con này như là đời 2009 nhỉ, 2008 nhỉ. Form này 2005 thôi, 2006 gì đấy. Nó đâu đâu. Để tí phải nhắc anh em nó viết lại cái giấy mua bán ấy, vì nhiều xe quá không thể nhớ hết được. Đôi khi biển số xe anh em tháo ra rút hồ sơ chưa xong thì cũng không biết là đã bán hay chưa, để đây thì cũng không biết là thế nào. Em nghĩ form này là form 2005 2006 thôi, thì đâu đó nó khoảng hơn 200 triệu đồng các bác nhé. Số sàn đời 2006. Đấy. Máy dầu thì còn Isuzu nhá. Isuzu biển 37 này, dòng xe đã rẻ cho bà con lựa chọn này. Con này nó chỉ hơn 180 tí thôi, đời 2005. Isuzu Highlander nhá, máy dầu. Hơn 18 mùa mẹ máy xăng mà đi. À chết rồi, sorry bà con có ba anh chị. Sorry. Mình nói hơi bậy thì. Xin lỗi ạ, xin lỗi các chú các cô. Cháu nói cháu rứa mồm quá. không sao. Con này thì nó 180 ấy, nhưng mà 170 cũng bán này, 165 cũng bán này các bác. Cứ alo trực tiếp cho Khả Năng ô tô là gặp và là lick luôn. Giá nào cũng lick kìa. Ford Everest. Những dòng Ford này bán rất là tốt mà anh em mua về con nào gần như là bán ngay đấy, bán nhanh lắm. Ford Everest là nhiều hơn thì đợt này các bác quan tâm đến dòng xe máy ấy. Máy. Ô con này hai cầu luôn nhá. 2008 máy 2008 máy động cơ 2.4 máy dầu hai cầu. Đấy, sạch sẽ, tương đối sạch sẽ với mức giá khoảng tầm 280-290 thì đó là bán rồi các bạn. Con này chắc đời 2008 thôi. Thì đó vẫn là form cũ mà. Nó chưa lên form mắt xích thì cuối 2009 mới lên. Chắc là 2008 nha các bác nhé. Đây này. Còn như con này 2007 nhưng nó là phiên bản số tự động. Số tự động thì động cơ nó 2.5 vẫn vậy, nhưng nó có hộp số tự động thôi. Máy dầu và em chào bán mức giá là 268 triệu đồng. Đó. Tương đối sạch sẽ, màu phấn hồng nhé. Màu phấn hồng tương đối sạch sẽ này. Còn khá nhiều những mẫu xe máy dầu như Hyundai Santa Fe đây thì em sẽ lên sóng báo giá dần dần cho bà con các bác anh chị nào. Các bác làm ơn xem đăng ký kênh và ủng hộ gần giúp Khả Năng ô tô nhé. Bằng cách là đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Mỗi video nào về các bác xem hay không xem, mua hay không mua, anh em có ủng hộ em bằng nút like nhé. Và bình luận cái gì đó chơi chơi cũng được. Em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ, đồng hành cùng Khả Năng ô tô trong thời gian vừa qua. Rất là trân trọng và biết ơn những quý khách hàng đã luôn luôn ủng hộ Khả Năng ô tô, dù không mua nhưng vẫn ủng hộ rất là nhiều. Anh em mà xem được video này, làm ơn hãy like cho em một phát thôi, hoặc là ba phát chứ đừng like hai phát nhé. Đấy, thì đây là một mẫu xe mà mới bơi Santa Fe Gold đời 2004, đăng ký lần đầu 2007. Em bán mức giá là khoảng tầm 245 triệu nhưng mà giá nào cũng bán các bác nhé. Cũng để lâu lâu đấy, tại vì mua cao lắm, con này đẹp lắm các bạn. Hai con đẹp luôn, có hai con đời 2004 luôn. Này, mách nỉ, mách nung còn nguyên này. Xe rất là căng cứng và đẹp sạch sẽ. Quan trọng là máy gầm nó phải ngon, chứ còn những con mà máy nó không ngon thì nó thật với bà con bác anh chị là dù có nói gì đi nữa nó cũng không là gì, thực sự luôn. Đấy, có những chiếc mà nó chỉ khoảng tầm 160-170-180 ấy, như ngày xưa em đi mua đấy, có những con 160-170 nhưng không dám mua vì mua nó nát quá về không bán được. Đấy, bán rẻ các bác không muốn mua mà. Đấy, vì sao cái cùng đấy mà có người thì bán 120 thôi, người thì bán 130, người thì bán 140 vì lý do đấy đấy. Đấy, Santa Fe đời 2008 phiên bản mà 2006 đăng ký lần đầu, 2007 phiên bản MLX đây, đang bán mức giá là khoảng tầm 38 các bác nhé. Biển Hà Nội, mang ra nước sơn màu xanh ngọc các bác nhé. Động cơ 2.0 2.2 chứ nhỉ. Từ 2006 là 2.2. Phiên bản số tự động anh em nhìn này, nội thất của dòng nó thì nó xuất sắc luôn này. Màn hình Android. Nội thất của Santa Fe nhìn nó vẫn sang các bạn. Đi nó vẫn sang kiểu gì ấy. Máy dầu anh em, máy dầu thì anh em phải chạy thử đó. Đấy. Đến trải nghiệm chạy thử miễn phí nhá.
Đây các bác nhìn này, những dòng xe phân khúc hạng C như nhà em còn nhiều lắm. Đây Vios E đây, Vios E đời 2015 đây, hơn 300 này. Đấy, đấy Vios các đời nha các bác nhé. Vios nhà em khoảng 30 chiếc Vios không đủ em tặng các bác luôn. Nên anh em cứ đến nhà em gần như là mua được xe hết, chẳng có bây giờ không mua được xe đâu. Đây này, con Hilux này rất là đắt nhá. Hilux đời 2011 mà 401 số sàn. Vì sao nó đắt thế? Vì cái dòng Tota bao giờ nó cũng đứng giá hơn so với dòng khác. Như dòng Navara em chỉ bán có 320, 330, 301 thôi. Hay là con Triton, hay là con Ford Ranger kia đời 2011 chỉ đôi khi chỉ bán 350, 350 thôi. Nhưng con này bán hơn 400 cơ. Vì độ bền của nó cao kinh khủng luôn. Nhưng mà nó là hai cầu nữa các bác nhé. Hai cầu động cơ 3.0 nhập khẩu Thái Lan. Đấy, 5 ghế ngồi và đằng sau là 7 tạ hàng. Con này nó ngon lắm, trông đẹp lắm, form zin hết, máy zin hay sao ấy. Đời 2011 mà máy zin thì kinh rồi. Đẹp lắm, biển Quảng Ninh. Đó. Innova đây các bác ơi. Đây là mẫu xe Toyota Innova đời 2012 phiên bản số tự động các bác. Với mức giá là 340 thì chấp nhận được không ạ? Quá ok luôn nhỉ. Yeah. Số tự động thì hầu như là không có dịch vụ, chỉ đi gia đình thôi. Nên là tôn vỏ và sơn xi máy gầm nó cũng khá là ngon. Nói chung là không phải dịch vụ hay không quan trọng, nhưng mà ý nó không đâm đụng gì đấy. Chứ nhiều xe gia đình người ta vẫn đâm đụng bình thường mà. Nên con này không đâm đụng gì thì các bác an tâm nhé. Cái này có bảo hành cho bà con là không đâm đụng ngập nước. Đấy, nói chung là xe đâm đụng thì nhiều lắm. Nhiều bác hỏi rất là vô duyên là xe đâm đụng ngập nước đi đâu. Thì nó vẫn đi hoành trên đường thôi, nhưng mà tùy chỗ chứ. Có người bán là người ta nói, có người thì người ta không nói. Nhưng bọn em thì hướng dẫn với các bác là kể cả có quay lên đây nó lỗi một tí hay là không lỗi một tí thì báo cho các bác, giấu các bác làm gì cho bận nữa, đúng không? Nissan Livina này, con này thì em để cho bà con các bác anh chị này, 175 triệu bán luôn bà con. Livina đời 7 chỗ nhá, đời 2011 rất là cao. Mang nước sơn màu bằng cát, xe đình luôn, xe đẹp lắm. Đây. Anh em nhìn hộ em này. Con này nó là hơi lỗi thời một cái vì nó nhỏ con hơn so với dòng khác, nhưng mà rất phù hợp cho anh em nào muốn cái dòng xe đời cao giá rẻ mà thương hiệu của Nhật luôn. Thì con này nó cực kỳ hợp lý giá tiền, cực hợp lý luôn. Với cái giá tiền nó thừa chấp nhận được luôn. Vì nó đời 2011 mà giá chỉ có 180 triệu, 175 triệu ông bán bà con nhé. Con này thì em mua vào đến khoảng tầm 180 triệu rồi đấy. Em bán hơn 220 cơ, nhưng bây giờ thì thu vốn thôi. Những dòng này nó không thông dụng bằng những dòng khác, anh em không thích bằng thôi. Chứ còn thực ra con xe này đi rất là ngon anh em. Hãy tin lời khả năng ô tô. Vì em có thằng em con gì thì em nó đi con này nhá. Bền lắm, bền cực luôn. Mà đúng là tội nó nhỏ thôi. Anh em này giờ dở ra không làm phục vụ được dịch vụ, nên anh em không mua nhiều thôi. Chứ đúng con này đi gia đình thì quá ngon, với cửa tiền 108. Để cho bà con 175 thôi, thu vốn nhá các bác nhá. Đây này, quá ngon luôn. Không dám nói sai bà con các anh chị luôn. Cực ngon luôn. Tiếp theo là chiếc Innova đời 2008 với mức giá 168 triệu đồng. Đời 2008, 168 triệu nhé. 168 triệu thôi. Nó giống cái con kia, nó là phía Innova Z các bác nhé. Innova Z thôi. Cũng được lưng full đồ các thứ rồi. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ này. Trần dung các thứ, trần phào đẹp, ngon lành cành đào. Quá ngon luôn. Đời 2008 mà 168 triệu anh em. Đó, tiền nào của đấy bà con ạ. Xe sạch sẽ đẹp đẽ, na đăng na điếc đầy đủ hết rồi. Sơn xi máy gầm không phải bàn luôn. Quá ngon luôn. Biển Hà Nội. Đấy, Innova. Đời 2008, giá thì quá rẻ. Quá rẻ, không rẻ hơn nữa. 168 triệu. Sao? Đúng rồi. Đấy. Đây các bác nhé. Còn ngoài ra nhà em còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau cho bà con lựa chọn nhé. Ngoài kia còn mấy con bán tải nữa. Trong đây còn Everest, mấy con máy dầu, Captiva máy dầu này. À, đặc biệt là có một số một cái con xe Santa Fe Gold còn rất là cứng đẹp. Đây Mazda hơn 100 triệu anh em ơi, hơn 100 triệu con xe như này đi xuống hơn nhiều chứ. Cái xe máy làm gì? Kia con kia này, con này cũng thế này, 90 này. Đấy, đẹp thế kia này. Con này thì đẹp xuất sắc này. Con này thì gia đình xịn từ đầu một chủ này. 3438 này, 31F 3438 Kia Forte. À, đời 2010 nhá, tư nhân một chủ tư mới, xe đẹp xuất sắc luôn, không có lỗi nhỏ. Đây, Santa Fe Gold em nói đây các bác ạ. Gold này đời 2003 à này là 04 nhá. 04 biển Hà Nội, em bán mức giá là 238, còn bớt cho bà con. Lọc lá cho bà con nữa anh em, bớt sâu vào. Máy dầu động cơ 2.0, máy Santa Fe thì nổ êm thôi rồi. Form dáng đẹp, biển Hà Nội luôn. Ở trong này thì còn rất là nhiều những Vios, Vios này, Kia Morning rồi đây. À con Nissan này đang rút hồ sơ cho khách nhé. Rút hồ sơ cho anh em khách Thái Nguyên.
rút nâu đấy, vì con này nó biển Hà Nam nhưng nó ở huyện Hà Nam, người ta rút chậm lắm. Anh em có xem được thì thông cảm nhé, con này rút khoảng nâu mới xong, thì nó huyện, tuyến huyện nó rút nâu lắm. Innova 24 này cho anh, anh Trung người Linh Bình, anh Trung nhá, em bán cho anh Trung ở đây, nhưng mà đẹp hết, dọn đẹp hết rồi nhưng đang chờ hồ sơ về đấy anh em ạ. Hồ sơ là một cái gì đó rất là lâu. Con này, con này hay con kia nhỉ, không biết con nào nữa. Con này cơ con biển Lào Cai này cơ đấy. Còn những mẫu xe này em bán hồ sơ đã rút hết rồi, xe đẹp nhé. Đây con này cơ, con này bán cho anh Trung này đấy. Đó, rất là nhiều cái đồ chơi phụ kiện rồi mọi thứ đầy đủ hết rồi, anh em về chỉ việc đi thôi, không phải làm gì cả. Đây ngoài ra Kia Carren rồi những cái mẫu xe mà anh em còn đầy đây, tha hồ lựa chọn. Ngoài kia còn mấy cái bán tải, còn Navara các thứ là thôi thì anh em nào xem video khác được, ủng hộ Khả Năng Ô Tô bằng cách là đăng ký kênh. Không mua cũng được, các bác vào bình luận chơi chơi thì cũng được, chửi em cũng được cho nó vui vẻ, miễn làm sao anh em nữa. Dựa trên nguyên tắc tôn trọng nhau là được các bác nhá. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người, xin chào, hẹn mọi người trong clip tiếp theo.